Chương 3. Hãy nhắc lại cho các tín đồ phải vâng phục những bậc cầm quyền chấp chánh, phải vâng lời các bậc ấy, sẵn sàng làm mọi việc lành, chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dung thứ, đối với mọi người tỏ ra một cách mềm mại trọn vẹn. Vì chương chúng ta ngày trước cũng ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tình dục dâm dật, sai khiến, sống trong sự hung ác, tham lam, đáng bị người ta ghét, và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau. Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đã cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài. Bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời. Lời này là chắc chắn, ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành. Đó là điều tốt lành và có ích lợi cho mọi người. Nhưng hãy lánh những điều cãi lẽ, dại dột, những gia phổ, những sự cạnh tranh, nghị luận về luật pháp, vì mấy sự đó đều là vô ích và hư không. Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo một hai lần rồi, thì hãy lánh họ, vì biết rằng người như thế đã bội nghịch mà cứ phạm tội, thì tự đón phạt lấy mình. Đến chừng ta sẽ sai Atema hoặc Tychicus đến cùng con, thì hãy vội vã sang thành Nicopoli nhập với ta, vì ta định qua mùa đông ở tại đó. Hãy lo liệu cho Sena và thầy dạy luật và Apollo đừng thiếu đồ chi hết trong khi họ ra đi. Những người bổn đạo ta cũng phải học tập khuyên làm việc lành, đặng dùng giúp khi túng ngặt, hầu cho khỏi dưng đi mà không ăn trái. Hết thảy những người ở cùng ta gửi lời thăm con, chào thăm những kẻ yêu chúng ta bởi lòng tin đạo. Nguyện xin ân điển ở với anh em hết thảy.